Xin kính chào quý vị đồng nghiệp, các bạn khán giả đang xem chương trình Tâm điểm ung thư của bệnh viện K ngày hôm nay. Thì tôi rất vui là hôm nay được tham dự cái buổi chia sẻ một số cái kiến thức về chẩn đoán và phẫu thuật ung thư tiêu hóa. Thế lịch sử điều trị, chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu hóa đã có lịch sử gần 200 năm nay. Có rất nhiều cột mốc khác nhau, có rất nhiều cái cuộc cách mạng khác nhau làm thay đổi nhận thức của chúng ta và làm thay đổi cách thức tiếp cận điều trị và thay đổi kết quả điều trị của bệnh nhân. Thế thì cái cột mốc nào là quan trọng và cuộc cách mạng nào là quan trọng? Thì trước khi mà đi vào từng nội dung cụ thể, xin mời quý vị xem bốn cái trên đồ thị. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy là đồ thị về biểu thị sống thêm của ung thư thực quản trong một nghiên cứu rất lớn của Hàn Quốc theo từng giai đoạn. Thì chúng ta đã thấy rằng là nếu như chúng ta biết rằng là nói đến ung thư thực quản thì nghĩ đến tiên lượng là xấu. Tuy nhiên, với những cái nỗ lực không ngừng nghỉ của các cái chuyên gia thì về cái tiên lượng của ung thư thực quản ngày một cải thiện. Biểu đồ thứ số 2 là biểu đồ chúng ta đưa chúng ta về đất nước Nhật Bản và biểu đồ biểu thị cái tỷ lệ sống thêm toàn bộ theo giai đoạn của ung thư dạ dày. Và biểu đồ thứ 3 là biểu đồ về sống thêm theo giai đoạn của ung thư đại trực tràng theo một cái thống kê rất lớn của SEER Mỹ. Thế thì tựu chung lại qua ba biểu đồ này, chúng ta thấy rằng là có một cái điểm chung, một điểm chung rất lớn là tiên lượng sống thêm hay là sống thêm sẽ tốt khi mà giai đoạn sớm. Quay lại cái bảng cuối cùng trong cái slide đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mà theo phân loại các giai đoạn như biểu đồ thứ 3 thì chúng ta sẽ thấy là giai đoạn càng sớm thì tiên lượng sống sẽ càng tốt. Tuy nhiên, ở từ giai đoạn 2B, 2C, 3A, 3B thì chúng ta có thấy một cái sự lệch pha nhất định. Và điều này sẽ đặt ra một câu hỏi và một cái câu và một câu hỏi và một cái khúc mắc cho những chuyên gia của chúng ta. Thế thì cái việc chẩn đoán sớm được bệnh ung thư thì đã đem lại cái lợi ích đầu tiên là về sống thêm. Thế thì lợi ích thứ hai của chẩn đoán sớm đó là điểm gì? Trong các nghiên cứu của nước ta thì rất ít nghiên cứu đề cập tới cái chi phí điều trị trên bệnh nhân ung thư. Thế dưới đây tôi xin trình bày một cái nghiên cứu của Mỹ về cái chi phí điều trị hàng năm sống thêm theo từng giai đoạn. Thì quý vị sẽ thấy rằng là giai đoạn càng sớm thì chi phí điều trị hàng năm thì càng giảm. Đó là một con số. Giai đoạn 1 thì chi phí hàng năm chưa đến 5.000 đô la. Trong khi đó đến giai đoạn 4 thì chi phí điều trị có thể lên tới trên 25.000 đô la trong một năm sống thêm. Và cũng ngay gần đất nước chúng ta là đất nước Malaysia, người ta cũng có một nghiên cứu nhỏ và nghiên cứu để đánh giá về cái chi phí điều trị theo từng giai đoạn của ung thư đại trực tràng. Thì kết quả cũng tương tự như nghiên cứu của Mỹ, người ta thấy rằng là chi phí điều trị của giai đoạn càng sớm thì càng ít và giai đoạn càng muộn thì chi phí điều trị càng cao. Thế thì ngoài lợi ích về sống thêm, ngoài lợi ích về chi phí điều trị thì chúng ta còn lợi ích gì đối với việc chẩn đoán sớm bệnh ung thư? Đó là chúng ta sẽ bảo tồn được cơ quan bị bệnh, chúng ta sẽ lại bảo tồn được các cái chức năng về cơ thể và bảo tồn được các cái vấn đề về mặt tâm lý cũng như xã hội. Thế vậy cái việc chẩn đoán sớm trong ung thư đường tiêu hóa có khả thi không ạ? Dạ dày được thực hiện và cuộc cách mạng nội soi thì lại bắt đầu từ những cái nhà sáng chế Nhật Bản, đó là sáng chế ra những hệ thống nội soi ghi hình, tiên phong là hệ thống của Olympus. Và từ những năm 1990 của thế kỷ trước
thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc cách mạng về chẩn đoán hình ảnh trong nội soi tiêu hóa nó phát triển như vũ bão, bao gồm kỹ thuật như là kỹ thuật là nhuộm màu, các kỹ thuật về tăng cường hình ảnh thông minh, các kỹ thuật về bước sóng dài băng tần hẹp, vân vân và vân vân. Thế thì bước tiếp theo của cái việc chẩn đoán ung thư sớm đường tiêu hóa là gì? Cũng không ngoài cuộc trong cái bậc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 hiện nay. Thế thì hiện nay thì trí tuệ nhân tạo hoặc là những cái chẩn đoán được hỗ trợ vào máy tính đang được áp dụng một cách rất mạnh mẽ, rất sâu rộng trong cái chẩn đoán hình ảnh nói chung và cái chẩn đoán hình ảnh nội soi nói riêng. Đây là cái công nghệ mà cho phép máy tính xử lý thông tin hoạt động ở mức vượt qua cái khả năng xử lý của con người. Và cái trí tuệ nhân tạo là một chủ đề rất nóng trong nghiên cứu hình ảnh nội soi. Thế thì cả hai cái lĩnh vực là lĩnh vực máy học cũng như lĩnh vực là học sâu đều là các dạng của trí tuệ nhân tạo. Đối với học sâu thì nó liên quan tới cái việc cái thiết kế mạng thần kinh nhân tạo nhằm mục đích là tái tạo quá trình học của não bộ và có thể xử lý dữ liệu lớn nhiều chiều, có thể liên quan tới hình ảnh nội soi. Chúng ta có thể hình dung một cách rất đơn giản như thế này: các bạn học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12 vừa trải qua những cái cuộc thi chuyển cấp và thi đại học rất là căng thẳng. Thế thì cái việc các bạn nào mà luyện đúng dạng đề thì các bạn ấy sẽ thi đạt điểm cao. Và cái học sâu này nó cũng dựa trên nguyên lý đó, tức là lặp đi lặp lại quá trình nhận diện hình ảnh và xác nhận chẩn đoán, nhận diện hình ảnh, xác nhận chẩn đoán. Và nó có thể xử lý hình ảnh một cách liên tục và không mệt mỏi, giống như mà nó không bị ảnh hưởng bởi tâm lý giống như con người. Do đó cái độ chính xác của nó kỳ vọng sẽ rất là cao. Thì ứng dụng hỗ trợ của máy tính trong cái chẩn đoán nội soi đường tiêu hóa trên thì phần lớn các nghiên cứu hiện nay thì người ta đang tiến hành là nghiên cứu hồi cứu. Thì người ta thấy giá trị trong cái một số chẩn đoán, đó là ví dụ chẩn đoán bệnh bài đái thực quản, thì người ta thấy rằng là hiệu suất chứng minh của cái xét nghiệm xác chẩn tương tự đối với so sánh mô bệnh học. Một nghiên cứu mới về CRD đã chứng minh rằng hiệu quả chẩn đoán rất tốt với độ nhạy và độ cận hiệu lên tới hơn 90%. Còn về chẩn đoán ung thư biểu mô vẩy thực quản thì với cái kỹ thuật chẩn đoán tự động bằng hệ thống vi nội soi độ phân giải cao trên giao diện máy tính thì đã giúp cho tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích cái hạt nhân của tế bào với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là khoảng 93% và 82%. Một cái nghiên cứu quy mô lớn sử dụng hơn 8.000 cái hình ảnh nội soi ánh sáng trắng cho cái độ nhạy khoảng 98% và giá trị dự báo âm tính là 95%. Và đặc biệt là CAD này nó thể hiện cái khả năng phân tích rất nhanh, nó có thể xử lý hơn 1.000 hình ảnh trong vòng 27 giây. Và hiệu suất của mạng lưới thần kinh nhân tạo được đào tạo hồi cứu người ta cho là rất là tuyệt vời, với độ nhạy và độ đặc hiệu gần 100% đối với việc chẩn đoán sớm ung thư biểu mô vẩy của thực quản. Đối với ung thư dạ dày thì các ứng dụng cho CRD liên quan đến ung thư dạ dày bao gồm chẩn đoán xác định độ sâu của xâm lấn, xác định cái ranh giới của tổn thương giữa lành và ác. Đó là những thông tin rất quan trọng để đưa ra quyết định điều trị thích hợp. Ngoài ra, chẩn đoán bằng độ phóng đại NBI sử dụng thuật toán máy tính hỗ trợ đã thể hiện hiệu suất chẩn đoán xuất sắc với độ nhạy khoảng 97% và độ đặc hiệu khoảng 95%. Đối với đại trực tràng thì vai trò của CRD trong nội soi đại trực tràng là lĩnh vực được AI nghiên cứu rộng rãi nhất tới nay, là phân loại cái tổn thương phát hiện là phân loại cái tổn thương polyp. Để phát hiện polyp thì các cái thuật toán CRD và tiền học sâu thì phát triển bằng cách sử dụng các hình ảnh nội soi ánh sáng trắng được lấy
từ cái dữ liệu mà người ta đã ghi nhận sẵn, học sâu dường như đã cải thiện cái khả năng phân lập polyp bằng cách sử dụng mạng lưới thần kinh với độ nhạy độ khoảng 90% và độ đặc hiệu thì mới chỉ đạt khoảng 63% theo cái giải than thực. Và một cái chương trình mạng thần kinh nhân tạo khác thì được đào tạo với trên 8.000 hình ảnh của trên 2.000 bệnh nhân được lưu trữ, thì thực hiện trong thời gian thực đã chứng minh độ chính xác là 96%, và nó vượt trội so với cái việc đánh giá bằng cái nội soi thông thường. Về thứ hai là chẩn đoán polyp, thì các mô hình chẩn đoán polyp chẩn đoán có sự hỗ trợ máy tính đã phát hiện triển được một cách sử dụng tất cả các phương thức chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, nhưng cho đến nay thì độ chính xác mới chỉ xấp xỉ 70%, và hy vọng với cái nguồn dữ liệu khổng lồ với cái các cái chương trình máy học sâu hơn nữa thì cái con số này nó sẽ cải thiện theo từng ngày. Và về ung thư thì những phát hiện sơ bộ về ngành chức năng dựa trên độ bão hòa oxy mô có thể hỗ trợ trong chẩn đoán cũng như dự báo về đáp ứng với các phương điều trị, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng đang chờ trên những cái nghiên cứu quy mô lớn. Chính nhờ những cái tiến bộ trong cái chẩn đoán và nó sẽ đẩy mạnh cho chúng ta những cái tiến bộ trong phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa. Thế thì có rất nhiều các tiến bộ khác nhau tùy theo quan điểm, tùy theo cách nhìn và tùy theo loại ung thư. Thế thì cho đến nay thì những cái được gọi là tiến bộ trong phẫu thuật thì bao gồm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, trong đó bao gồm có phẫu thuật cắt hớt niêm mạc, cắt niêm mạc, phẫu thuật cắt u qua đường hậu môn, vi phẫu qua đường hậu môn đối với ung thư trực tràng, hoặc là phẫu thuật nội soi kinh, nội soi thì bao gồm nội soi kinh điển, nội soi một lỗ hay nội soi qua lỗ tự nhiên, và phẫu thuật robot. Ngoài ra thì những tiến bộ bao gồm cả phẫu thuật bảo tồn, và cơ sở cho những tiến bộ trong phẫu thuật ung thư tiêu hóa thì bao gồm chẩn đoán sớm, sự phát triển công nghệ thì bao gồm những sự phát triển của dụng cụ cắt nối mở nối nội soi, các cái loại dao năng lượng, các trí tuệ nhân tạo và các cái mô hình máy tính, và đặc biệt là sự bổ trợ của các phương pháp điều trị bổ trợ trước hoặc bổ trợ sau. Dưới đây là cái một cái thống kê về sống thêm của nhóm bệnh nhân ung thư thực quản được điều trị bổ trợ trước. Đối với cái điều đồ thị A và B, nhân được điều trị hóa chất bổ trợ trước, sau đó được cắt thực quản và chia thành hai nhóm, và nhóm bổ mở và nhóm xâm lấn tối thiểu. Thì quý vị có thể thấy rằng là về sống thêm thì dường như là cái nhóm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cao hơn, mặc dù là các cái P nó không đạt mức dưới 0.05. Đối với nhóm thứ hai là cái nhóm cũng là thực quản được điều trị bổ trợ trước bằng hóa xạ trị đồng thời, thì đối với cái nhóm này thì người ta thấy rằng là thời gian sống thêm toàn bộ là khác biệt, là có ý nghĩa thống kê ở cái nhóm phẫu thuật nội soi với P bằng 0.013. Còn đối với cái sống thêm không bệnh thì nhóm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thì cho kết quả tốt hơn, mặc dù là P không đạt ở mức 0.05. Một cái nghiên cứu rất lớn ở Nhật Bản để so sánh giữa phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mở kinh điển theo từng giai đoạn, thì trên biểu đồ thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là dường như các kết quả của phẫu thuật nội soi nó đạt kết quả ưu thế hơn so với phẫu thuật mổ mở, và đặc biệt là cái điều này thể hiện rõ ở giai đoạn 2. Tương tự như vậy, một nghiên cứu rất lớn trong vòng hơn 10 năm tại Đức về đánh giá sống thêm toàn bộ so sánh và sống thêm không bệnh so sánh giữa nhóm được phẫu thuật nội soi và nhóm mổ mở, thì các con số đều chứng minh rằng là phẫu thuật nội soi dường như đem lại kết quả tốt hơn với P đều có ý nghĩa. Và điều đó cộng với
Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Phẫu thuật nội soi về kết quả về mặt ung thư học thì không hề thua kém so với mổ mở, thậm chí trong rất nhiều nghiên cứu là và trong nhóm đặc biệt là trội hơn. Cộng với đó là những cái giá trị của phẫu thuật nội soi đem lại, thì phẫu thuật nội soi nó trở thành một cái điều, một cái xu thế, một điều tất nhiên trong cái dòng chảy về sự phát triển của sự tiến bộ của y học nói chung và phẫu thuật ung thư nói riêng. Thế dưới đây là một cái thống kê của Nhật trong những trung tâm tương đối lớn của Nhật trong vòng 5 năm từ năm 2012 đến 2017 về cái sự dịch chuyển của tỷ lệ phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mở. Thì quý vị có thể thấy rằng là đối với phẫu thuật thực quản từ năm 2012 đến năm 2017 thì tỷ lệ phẫu thuật nội soi, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đã tăng lên đáng kể so với mổ mở kinh điển. Và tương tự vậy, câu chuyện cũng tương tự đối với phẫu thuật dạ dày. Và còn đặc biệt hơn nữa là đối với ung thư đại trực tràng thì thấy là cái tỷ lệ tăng lên rất rất nhanh. Và ở bệnh viện ca với cái sự phát triển phẫu thuật nội soi bắt đầu từ năm 2007 với những ca đầu tiên về phẫu thuật min nội soi, thì cho đến nay phẫu thuật nội soi ở viện ca đã trải dài trên hầu hết tất cả các cái lĩnh vực phẫu thuật và có những kết quả rất đáng kỳ vọng. Dưới đây là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được là sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của khoa học đã đem lại những cái điều trị thực sự là chất lượng đối với bệnh nhân. Đây là một trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn rất sớm và bệnh nhân được cắt hớt niêm mạc. Thì cái thủ thuật này thì ở viện ca đã triển khai thành thường quy nếu bệnh nhân có chỉ định. Điều này đem đến bệnh nhân điều gì? Thứ nhất là chúng ta có thể bảo tồn được cái cơ quan bị bệnh, có nghĩa là chúng ta không cần phải cắt dạ dày. Thứ hai là bệnh nhân sẽ bình phục sớm. Thứ ba, đây vẫn là đảm bảo một phẫu thuật triệt căn. Trường hợp thứ hai là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, cắt u qua đường hậu môn. Trên đây là một cái hình ảnh phẫu thuật nội soi kinh điển trong trường hợp cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt. Thì trên hình ảnh, trên màn hình quý vị có thể thấy rằng là nội soi cung cấp cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là rộng rãi, rõ ràng, mạch lạc. Và chúng ta có thể thấy những cái sợi thần kinh rất nhỏ đi dọc theo động mạch. Đó là những đám rối thần tạo thành đám rối thần kinh hạ vị dưới, nó chi phối chức năng niệu dục. Cái điều này nó rất là quan trọng trong việc bảo tồn chức năng, đặc biệt đối với cái nhóm bệnh nhân trẻ tuổi nam giới. Nó liên quan đến chức năng, ngoài chức năng về bàng quang, nó còn liên quan đến chức năng cương. Và cuối cùng, tiến bộ hiện nay thì chúng ta có thể thấy là phẫu thuật robot đã thành thường quy ở rất nhiều nước phát triển trên thế giới. Và hiện nay ở viện ca có một cái thế hệ robot mới nhất XI, và bệnh viện chúng tôi đã triển khai được rất nhiều ca từ tiêu hóa, phụ khoa đến tiết niệu, và nó sẽ mở đường cho những cái cuộc cách mạng tiếp theo của chúng ta. Và tiếp theo nó sẽ là gì? Tiếp theo nó sẽ là phối hợp giữa robot, phối hợp giữa AI, phối hợp giữa thực tế ảo. Nó đem lại cho chúng ta những cái cuộc cách mạng mà chúng ta có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi trong việc chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư. Và cái điều này, nếu có anh chị em mà quan tâm thì anh chị em có thể đọc các cái tài liệu của Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng là cái sự phát triển công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực y học cực kỳ đáng ngưỡng mộ.
Và cuối cùng là một cái hình ảnh về phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn đối với ung thư trực tràng thấp. Với cái phẫu thuật này thì ở bệnh viện chúng tôi đã thực hiện hàng trăm ca và đem lại chất lượng sống tốt cho bệnh nhân. Và cái bài trình bày, bài chia sẻ về những cái tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, trong chẩn đoán và phẫu thuật ung thư tiêu hóa của tôi xin phép dừng ở đây. Xin chân thành sự lắng nghe của quý vị